Sáng nay 1 tháng 3, Ban thi đua khen thưởng tỉnh có buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang về công tác chuẩn bị cho chương trình lễ phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội năm 2023, gắn với phát động cuộc thi viết và phóng sự truyền hình về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023. lễ phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội năm 2023, gắn với phát động cuộc thi viết và phóng sự truyền hình về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023, sẽ thực hiện các nội dung như thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Phát biểu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua và phát động cuộc thi giết, các đơn vị hưởng ứng các phong trào thi đua trao bản tượng trưng cho các địa phương. Tại buổi làm việc, Ban thi đua khen thưởng tỉnh và đài phát thanh truyền hình Kiên Giang thống nhất một số nội dung phối hợp tổ chức tốt chương trình như chọn nội dung băng ron, khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng. Dự kiến sẽ có 200 đại biểu tham dự. Mở đầu chương trình sẽ có chương trình văn nghệ gồm các ca sĩ, nghệ sĩ của tỉnh Kiên Giang và thành phố Hồ Chí Minh với các bài hát ca ngợi Bắc Hồ, ca ngợi quê hương đất nước và ca ngợi phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang sẽ thực hiện phóng sự 12 phút với chủ đề Kiên Giang với phong trào thi đua yêu nước, dự kiến chương trình lễ phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội năm 2023, gắn với phát động cuộc thi viết và phóng sự truyền hình về phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp vào ngày 9 tháng 3 năm 2023 tại phim trường Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang.